Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi các chuyên đề pháp luật về hợp đồng. Hôm nay tôi sẽ trình bày chủ đề một số lưu ý khi giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng trọng tài thương mại. À, bài trình bày của tôi nó sẽ gồm 3 nội dung. Thứ nhất là một khái niệm và khung khổ pháp luật về trọng tài thương mại thứ hai là các ưu điểm và cách sử dụng phương thức trọng tài thương mại và cuối cùng chính là phần nội dung quan trọng nhất là một số lưu ý cho doanh nghiệp của chúng ta đi vào nội dung thứ nhất chúng ta hiểu một cách khái quát và thường thức thì trọng tài thương mại là gì trọng tài thương mại nếu chúng ta đã quen với phương thức tòa án thương mại thì chúng ta sẽ rất dễ để có thể hiểu trọng tài thương mại chính là phương thức giải quyết tranh chấp mang tính tài phán nhưng mà lại do chính các bên thỏa thuận và được thực hiện theo quy định của pháp luật về trọng tài, nếu tại trọng tài Việt Nam thì là theo pháp luật của trọng tài Việt Nam, còn nếu là trọng tài quốc tế thì theo pháp luật trọng tài quốc tế. Trọng tài thương mại có rất nhiều ưu điểm dành cho doanh nghiệp chúng ta. Chúng tôi có thể khái quát là chia ra làm gồm. Nhóm thứ nhất, xuất phát từ chính tính chất của phương thức trọng tài là doanh nghiệp của chúng ta được tự do thỏa thuận, đi vào chi tiết khi doanh nghiệp chúng ta ký kết và đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng thì chúng ta không mong muốn là có tranh chấp phát sinh nhưng đôi khi tranh chấp vẫn phát sinh. Và trước khi vào phần chính là về trọng tài thương mại thì tôi cũng khai quát để doanh nghiệp cũng thấy là chúng ta có các phương thức giải quyết tranh chấp là thương lượng, hòa giải, trọng tài hoặc là tòa án. Các phương thức này đã được ghi nhận rất là đầy đủ trong các cái quy định của pháp luật như bộ luật dân sự, như luật đầu tư, như luật thương mại. Đối với phương thức trọng tài, cái khung pháp luật về trọng tài thì cũng rất đơn giản chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu tại luật trọng tài thương mại 2010 rồi nghị quyết 01 năm 2014 của Hội đồng Thẩm phán Toàn nhân dân tối cao và kết quả của trọng tài, của phương thức trọng tài là phán quyết trọng tài thì cũng được thi hành hệt như là bản án của tòa án và được quy định chi tiết tại luật thi án dân sự 2008 được sửa đổi bổ sung vào năm 2014 sau đây sẽ là các cái lợi ích của phương thức trọng tài dành cho doanh nghiệp chúng ta nó xuất phát từ cái nguyên tắc cơ bản là nguyên tắc tự do thỏa thuận thì chính cái phương thức này đem lại cho doanh nghiệp ngay cả khi đã có tranh chấp rồi vẫn được thỏa thuận thỏa thuận về cái gì ạ thỏa thuận về địa điểm để giải quyết tranh chấp thỏa thuận về chọn ra trọng tài viên nào phù hợp cho chính doanh nghiệp của chúng ta để giải quyết tranh chấp của doanh nghiệp chúng ta thỏa thuận về thời gian giải quyết tranh chấp và rất nhiều thỏa thuận khác cũng như các bước tố tụng để thực hiện. Nếu doanh nghiệp chúng ta đã từng có tranh chấp và từng đi kiện hoặc là là bị bị đơn, bị kiện và đã ra tòa để giải quyết tranh chấp thì chúng ta sẽ thấy rằng tòa án tức là phương thức giải quyết tranh chấp tại tòa án theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự thì cơ bản mà nói thì chúng ta sẽ không được lựa chọn gì cả, không được thỏa thuận gì cả. Quy định của pháp luật ra sao thì chúng ta buộc phải thực hiện như vậy. Chúng ta sẽ không có được sự thoải mái và tự do thỏa thuận với đối tác của chúng ta trong những cái khía cạnh như vậy để giải quyết tranh chấp thật là hiệu quả. Đặc điểm số 2 rất là ưu việt của phương thức trọng tài là hoàn toàn bí mật. Doanh nghiệp hoạt động trên thương trường, một trong các tài sản lớn của doanh nghiệp chính là uy tín của doanh nghiệp. Nếu chúng ta có tranh chấp, đôi khi thì nó cũng khá là thường xuyên thôi, nhưng cái tranh chấp đó được công chúng biết đến bởi tố tụng tòa án là công khai thì đôi khi chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng đến uy tín và ảnh hưởng đến nhiều cái vấn đề khác ngoài ra đi vào chi tiết ý, thì doanh nghiệp luôn muốn giữ các cái bí quyết về công nghệ các quy trình sản xuất các tài liệu kỹ thuật chẳng hạn thì với phương thức trọng tài chúng ta khi xuất trình các tài liệu đó uh, tại các phiên họp giải quyết tranh chấp thì hoàn toàn được giữ bí mật Trọng tài viên hội đồng trọng tài và các cái cán bộ hỗ trợ của các trung tâm trọng tài họ phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp họ phải giữ bí mật tất cả các nội dung của việc tranh chấp đó cuối cùng cũng phải nói đến tính hiệu quả phương thức trọng tài với cái sự thỏa thuận các bên với tính bí mật và hiệu quả ở việc nó giải quyết rất là nhanh chóng với chi phí là thấp phù hợp với doanh nghiệp của chúng ta à, thống kê trung bình ý, thì một vụ giải quyết tại chỗ trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam thì thường dài khoảng hơn 5 tháng. Hôm nay chúng ta khởi kiện, ta nộp đơn khởi kiện qua ví dụ qua đường bưu điện tới trung tâm thì khoảng 5 tháng sau, hơn 5 tháng sau là chúng ta nhận được cái phán quyết trọng tài cũng qua đường bưu điện gửi đến trụ sở của doanh nghiệp chúng ta. Nhanh, chi phí hợp lý và tính thi hành là cao bởi theo quy định của pháp luật là phán quyết trọng tài là trung thẩm. Nếu một bên không tự nguyện thi hành thì chúng ta là bên thắng kiện chẳng hạn hoàn toàn có thể yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự là thi hành cái phán quyết trọng tài luôn trong phạm vi quốc tế thì đối với trọng tài đây là một đặc điểm vô cùng ưu việt một doanh nghiệp việt nam thắng kiện doanh nghiệp thái lan trong một hợp đồng mà doanh nghiệp việt nam xuất khẩu gạo cho doanh nghiệp thái lan doanh nghiệp thái lan đã không thanh toán giải quyết tranh chấp tại trọng tài của việt nam và phán quyết tuyên rằng doanh nghiệp Việt Nam thắng kiện thì câu chuyện là nếu doanh nghiệp Thái Lan không tự nguyện thi hành thì doanh nghiệp Việt Nam thi hành ra sao. Nhờ có phương thức trọng tài, nhờ có công ước New York năm 1958 về công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài thì doanh nghiệp Việt Nam đó đã thông qua sự hỗ trợ của luật sư Việt Nam và đồng nghiệp luật sư Thái Lan đã yêu cầu bên tòa án công nhận và cho thi hành thành công ở bên thái lan và đã cưỡng chế thi hành được để doanh nghiệp việt nam được bên thái lan uh, chuyển buộc phải chuyển khoản trả tiền đó cho doanh nghiệp việt nam phần cuối cùng chúng tôi xin trình bày khoảng 7 cái lưu ý chính trong việc sử dụng phương thức trọng tài lưu ý đầu tiên là chúng ta cần phải có điều khoản trọng tài trong hợp đồng về nguyên tắc thì phương thức trọng tài vẫn có thể được sử dụng ngay cả khi trong hợp đồng không có điều khoản trọng tài đó là khi tranh chấp đã phát sinh các bên ngồi lại với nhau để thỏa thuận đưa cái tranh chấp đã phát sinh đó giải quyết bằng phương thức trọng tài cái khuyến nghị rất là đơn giản là quý vị có thể lên website của trung tâm trọng tài quốc tế việt nam và chép lại cái điều khoản khuyến nghị mẫu chúng tôi xin giới thiệu như sau điều khoản trọng tài mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại trung tâm trọng tài quốc tế việt nam theo quy tắc tố tụng trọng tài của trung tâm này, chúng ta chỉ cần chép nguyên văn như vậy. Nếu những hợp đồng giá trị lớn và phức tạp thì ta có thể có thêm những quy định chi tiết thêm để chúng ta có thể tránh được việc có những cái điều khoản trọng tài không nhất quán, không rõ ràng và thậm chí là cũng không thể thực hiện được. Ví dụ phổ biến về cái thỏa thuận trọng tài không nhất quán là ta quy định chọn một trung tâm nhưng lại chọn quy tắc tố tụng của trung tâm khác. Rồi ví dụ về cái thỏa thuận mà nó không rõ ràng là ta viết là thiếu tên trung tâm rồi đôi khi ta cũng viết là đưa cả giải quyết bằng trọng tài hoặc tòa án hay là có những cái phiên bản hợp đồng ta có những phiên bản bằng tiếng Việt và phiên bản tiếng Anh thì mỗi phiên bản lại ghi một cơ chế giải quyết tranh chấp, một phiên bản thì ghi bằng tòa án, một phiên bản ghi bằng trọng tài chẳng hạn khi ta gặp phải những cái trường hợp như thế thì ta gặp nhiều rủi ro và quy định của pháp luật cũng có thể với sự hỗ trợ của luật sư chúng ta cũng có thể cố gắng để khắc phục lại cái thỏa thuận đó nhưng mà nó cũng sẽ rất là tốn kém và đôi khi nó cũng chúng ta sẽ gặp phải các cái rủi ro. Lưu ý số 2 trước khi quyết định khởi kiện, trước khi quyết định nộp đơn khởi kiện thì chúng ta cần cân nhắc ý thứ nhất là còn cơ hội nào để thương lượng hay không. Nói gì thì nói khi đã khởi kiện ra trọng tài rồi, nó cũng có những cái vấn đề vì nó là tài phán, cho nên nó cũng sẽ phức tạp hơn, tốn kém hơn và rất mẻ quan hệ hơn. Nếu chúng ta vẫn còn cơ hội để đạt được cái việc giải quyết tranh chấp qua phương thức thương lượng hoặc là phương thức hòa giải thì cũng tốt hơn. Ý nữa là cũng phải cần cân nhắc là thời hiệu khởi kiện còn hay không và ý số 3 là chúng ta cũng cân nhắc cuối cùng là giả sử mà ta kiện, ta thắng kiện thì việc thi hành cái phán quyết trọng tài ra sao đó là lúc mà ta nghĩ đến cái bên bị đơn bên chúng ta dự định sẽ kiện đó thì họ còn có khả năng hay không họ đã bị phá sản hay chưa trường hợp mà ta tìm hiểu thấy rằng doanh nghiệp đó không còn khả năng thanh toán hay là cũng đã bị phá sản rồi thì có lẽ không nên khởi kiện nữa và coi cái việc tranh chấp này thì coi như là cũng là một rủi ro kinh doanh và ta nên tập trung thời gian và bắt tay vào công việc khác khi đã quyết tâm khởi kiện thì trước khi một lần nữa trước khi nộp đơn khởi kiện có một lưu ý là ta cần phải nắm được cái quy trình một cách tổng quan để ta chủ động trong việc thực hiện cái quy trình đó. Quy trình này cũng được quy định rất là rõ ở trong các điều của các quy tắc tố tụng của các trung tâm trọng tài. Thì tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam ấy thì chúng tôi cũng tạm khái quát có 7 bước cơ bản như sau. Bước thứ nhất, nguyên đơn nộp đơn khởi kiện. Thứ hai, trung tâm hướng dẫn thủ tục thụ lý, gửi thông báo. Bước thứ ba, bị đơn nộp bản tự bảo vệ, nộp đơn kiện lại nếu có. Bước thứ tư, thành lập hội đồng trọng tài. Bước thứ năm, hội đồng trọng tài nghiên cứu vụ việc. Bước thứ sáu, hội đồng trọng tài tổ chức phiên họp giải quyết vụ tranh chấp. Và cuối cùng, công bố phán quyết trọng tài. Quay trở lại lưu ý với doanh nghiệp. Lưu ý số 4, đối với nguyên đơn là bên đi khởi kiện thì nguyên đơn lưu ý gì? nguyên đơn sẽ thực hiện theo quy định về lập đơn khởi kiện và gửi đơn khởi kiện. Trong đó, các vấn đề về nộp tài liệu, chứng cứ kèm theo cũng như quan trọng, một điều vô cùng quan trọng là chọn trọng tài viên. Chúng ta cần tìm hiểu, phân tích và chọn được trọng tài viên phù hợp vì trọng tài viên do nguyên đơn chọn sau này sẽ cùng với trọng tài viên do bị đơn chọn hai trọng tài viên đó bầu ra hội đồng trọng tài là hội đồng trọng tài thông thường gồm ba người sẽ chính là những người để giải quyết cái tranh chấp của chúng ta cái thỏa thuận cái chọn cái 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 tính chất được quyền chọn trọng tài viên chúng ta nên phát huy ở lúc này vì chính hội đồng trọng tài đó sẽ có thể là giải quyết tranh chấp của chúng ta hiệu quả về mặt thời gian và chi phí không cũng một phần ở sự lựa chọn này của nguyên đơn trong việc khởi kiện thì nguyên đơn lưu ý việc nêu trị giá đơn khởi kiện là cần phải cân nhắc kỹ lưỡng ban đầu thì nguyên đơn thường sẽ phải nộp phí trọng tài cho chính cái trị giá khởi kiện đó nếu chúng ta đưa ra một con số quá cao và không hợp lý đến lúc cuối cùng tại phán quyết trọng tài ta không thắng kiện hoặc ta không thắng toàn bộ số đó thì thông thường mà nói thì cái phần phí mà do ta không thắng kiện đó thì tự nguyên đơn chúng ta sẽ phải chịu với doanh nghiệp khi chúng ta là bị đơn thì chúng ta sẽ cần để ý đến lưu ý số 5. Ở việc ta nộp bản tự bảo vệ và có thể chúng ta nộp đơn kiện lại. Quy định về bản tự bảo vệ và đơn kiện lại cũng rất là chi tiết trong các quy tắc tố tụng của các trung tâm trọng tài. Ở đây tôi chỉ lưu ý đối với bản tự bảo vệ thì bị đơn nếu có phản đối về cái thỏa thuận trọng tài đó, về sự tồn tại này hiệu lực và tính thực hiện được hay không của thỏa thuận trọng tài đó thì cần nêu rõ ngay trong bản tựa vệ. Nếu không thì bị đơn sẽ mất quyền phản đối về những cái điều đó. Rồi cũng như việc chọn trọng tài viên thì mặc dù có quy định là bị đơn hoàn toàn có quyền cân nhắc và xin gia hạn thời hạn nộp bản tựa vệ. Nhưng thời hạn để bị đơn chọn trọng tài viên thì vẫn là quy định cứng, không không có việc xin gia hạn để chọn trọng tài viên. Nếu bị đơn không chọn trọng tài viên thì trung tâm sẽ chỉ định trọng tài viên thay cho bị đơn và lúc đó bị đơn coi như cũng bị mất đi cái quyền chọn trọng tài viên. Còn nếu bị đơn có đơn kiện lại thì lưu ý lớn nhất là bị đơn cần phải gửi cái đơn kiện lại cùng với cái thời hạn mà bị đơn gửi bản tự bảo vệ. Khác đi thì cái đơn kiện lại đó sẽ không được chấp nhận để cùng được giải quyết trong cái cùng vụ tranh chấp này bởi chính hội đồng trọng tài này mà bị đơn sẽ phải thực hiện một vụ kiện khác. Thì ở đây ta sẽ thấy rằng là nếu bị đơn cần thời gian trong việc soạn gửi đơn kiện lại thì cũng có thể xin gia hạn thời hạn nộp bản trở vệ để cùng với việc xin gia hạn đó thì bị đơn được gia hạn luôn cả cái thời hạn để gửi đơn kiện lại. Ở đây thì tôi cũng đưa ra cái lưu ý số 6 là khi thực thực tế khi các bên tham dự cái phiên họp giải quyết vụ tranh chấp thì cái phiên họp đó cái tính chất doanh nghiệp của chúng ta cũng hoàn toàn yên tâm là nó rất là thân thiện các bên hoàn toàn được à, thoải mái, được trình bày toàn bộ những 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 nội dung kiện cũng như tự bảo vệ mình và hội đồng trọng tài họ có nghĩa vụ và à, có kỹ năng để lắng nghe toàn bộ những cái những cái trình bày của các bên như vậy và họ tại đó thì họ sẽ đặt ra các câu hỏi để làm rõ hơn những cái vấn đề tranh chấp mà hồ sơ các bên gửi cũng chưa đủ và kết thúc cái phiên họp giải quyết vụ tranh chấp mà nếu các bên không còn tài liệu chứng cứ gì xuất trình và cũng không có cái vấn đề gì thêm thì thông thường là họ sẽ tuyên bố một phiên họp là phiên họp cuối cùng giải quyết vụ tranh chấp và sau đó sau 30 ngày kết thúc cái phiên họp mà hội đồng trọng tài quyết định là phiên họp cuối cùng giải quyết vụ tranh chấp thì họ sẽ gửi cái phán quyết trọng tài tối đa là 30 ngày sau cái thời hạn đó thì họ sẽ gửi phán quyết trọng tài cho các bên. Cuối cùng lưu ý với doanh nghiệp là của chúng ta là sau khi đã nhận được phán quyết trọng tài rồi chúng ta cần đọc kỹ cái phán quyết trọng tài đó và nếu chúng ta thấy trong phán quyết trọng tài có các nội dung nó thuộc cái nhóm về sai sót hay là chưa rõ thì chúng ta hoàn toàn có các cái quyền theo luật định được yêu cầu hội đồng trọng tài sửa chữa những cái lỗi nhất định rồi giải thích những cái điểm chưa rõ trong phán quyết trọng tài thậm chí có những yêu cầu nào mà chúng ta đã được nêu ra trong quá trình tố tụng trọng tài mà hội đồng chưa giải quyết thì theo quy định chúng ta hoàn toàn có quyền yêu cầu hội đồng trọng tài lập phán quyết trọng tài bổ sung. Nhưng cái này nó trong một cái thời hạn nhất định và doanh nghiệp chúng ta cần phải lưu ý cái thời hạn đó nêu ra các yêu cầu của mình. Như vậy thì tôi cũng gần như đã uh, trình bày xong các cái phần lưu ý đối với doanh nghiệp của chúng ta khi tham gia tố tụng trọng tài tại uh, Việt Nam. Một lưu ý nữa uh, có thể doanh nghiệp quan tâm là nếu cái phán quyết trọng tài mà tuyên là doanh nghiệp Việt Nam chúng ta mà thắng một doanh nghiệp của nước ngoài ấy mà việc thi hành cái phán quyết đó là tại nước ngoài thì ta cần phải nhớ đến quy định của công ước New York 1958 về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài để mời luật sư giúp chúng ta thi hành cái phán quyết đó tại nước ngoài. Trên đây tôi đã vừa trình bày chủ đề một số lưu ý khi giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng trọng tài thương mại. Thực ra đây cũng đúng là chỉ là một số lưu ý thôi. Khi thực tế mà doanh nghiệp của chúng ta sử dụng phương thức trọng tài thì cũng cần phải nghiên cứu sâu hơn nữa và có thể tiếp cận hỏi các cái sự hỗ trợ của của các cán bộ của các trung tâm trọng tài hoặc là cũng mời cái uh, sự tham gia của các luật sư thì để có thể đảm bảo sự yên tâm hơn và chủ động hơn khi tham gia cái vụ tranh chấp. Xin cảm ơn quý quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.